Xin chào cả nhà, em tiếp tục khui hàng một cái chiếc đồ cũng rất buồn cười. Một chiếc đèn pin có đài FM, có đài băng, với tinh nguyên hộp chưa dùng. Này, toàn các cái hàng cổ xưa, rất là lạ. Những năm trước có những cái đồ này thì phải nói là đỉnh cao luôn này. Nguyên hộp coi nha, hàng mới tinh chưa sử dụng này. Một chiếc radio có anten này, chạy FM, có AM, AM, FM này, đèn pin này, chỉnh volume này, chỉnh sóng này, cửa băng các bác nhé, đèn pin có đài nhé, rất đơn giản, khủng luôn. Loa, con này thì nó dùng 6 quả pin, em chả có pin mà cũng chẳng có, dùng 6 quả pin đốt trong này. Và có rắc cắm nguồn điện 4,5V này. Chờ tôi chút nhé, không máy nó chạy đang kêu. Và nguồn điện các bác có thể cắm nguồn điện 4,5V chạy này. Nghe đài FM được. Đấy. Có tai nghe này. Một chiếc đài băng 3 nút. Play, stop, tour. Các bác nào thích chơi những cái đồ cổ sưu tầm này, đèn pin này các bác này, đèn pin là cái bóng đèn pin ngày xưa nhé. Giá 500.000, bác nào thích sưu tầm thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.